Rồi hôm nay mình giới thiệu tới anh em bình lưu điện IH ha. Đây nó có hai loại, một loại 400kg với loại 600kg ha. 400kg giá dành cho anh em là 2,2 triệu một cái ha. Còn 600kg thì giá là 2,5 triệu ha. Bình lưu điện này lắp được cho cửa cuốn, cửa cổng, cổng lùa, cổng âm sàng, cổng cây đòn hay là cửa cuốn gì được hết nha anh em. Rồi mình sẽ hành mình test trên cái con motor cổng lùa hàng lai của Ý ha anh em. Đây. Đây mình bấm là đầu cái motor nó quay nha anh em, đang xài là dây điện của nó. Đây đang xài cái bình lưu điện của mình nha anh em, rút ra là cửa ngưng chạy nha. Đó, rút ra là ngưng chạy nha. Cắm vô bấm remote là cửa chạy nha anh em. Rồi đang test trên motor cổng lai hàng của Ý ha. Rồi tiếp theo mình sẽ test bên cái bình khác cho anh em xem ha. Ở đây mấy cái bình này là bình mới hết, chưa có sạc điện luôn. Rồi đây mình sẽ cắm vô. Đây mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Đèn xanh nha anh em. À, đèn xanh là cửa đầu chạy được rồi, có thể chạy được rồi. Rồi cái bình này lúc anh em lấy về thì anh em tiến hành sạc ha. Sạc nó khoảng 24 tiếng đồng hồ ha. Bản thân bình lúc mà bình mới thì điện nó còn ít lắm. Do bình này để mấy tháng rồi chưa có sạc á. Đây mình sẽ test với cái bình này cho anh em xem ha. À, phải bật cái công tắc lên. Đó, bật công tắc nguồn lên. À, đèn xanh nha anh em. Bấm remote nè. Đó. Rồi đang test cho motor cổng lùa lai của Ý ha. Đây sẵn giới thiệu anh em luôn cái motor cổng lùa của lai của Ý á, thì giá để cho anh em thợ là giá 8 triệu một cái ha anh em. 8 triệu bao gồm cái một cái motor nè, rồi hai cái remote giá 8 triệu, bộ đế bắt, rồi chặn hành trình đóng mở của nó ha anh em. Rồi anh em có nhu cầu mua bình lưu điện hay là mua motor cổng gì thì liên hệ với mình ha, theo số điện thoại là 0966212323 ha. Rồi kết bạn Zalo của mình theo số luôn ha để nhận báo giá của mình ha. Anh em thấy hữu ích thì nhớ đăng ký để xem thêm nhiều clip tiếp theo của mình ha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.